Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Toàn, 30 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người. Ngoài ra, bị can Toàn còn đang bị cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý thêm hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, công an phường Hóa An nhận được tin báo từ tiểu thương về việc xảy ra vụ nổ súng khiến hai người bị thương. Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an phường Hóa An bắt giữ được đối tượng Toàn. Tại cơ quan công an, đối tượng Toàn khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống. Toàn làm việc tại nghiệp đoàn bốc xếp cá tại chợ Hóa An từ nhiều năm nay. Theo lời khai của Toàn, Toàn với anh D, anh A và chị T không có liên quan gì tranh giành địa bàn. Nguyên nhân vì ba người trên nghi ngờ Toàn báo công an về việc anh chị đó chơi cờ bạc. Toàn khai, tôi không có báo, chỉ vì nghi ngờ vậy mà anh Dê, anh A đánh tôi nên tôi bực tức và về sách súng lên bắn anh Dê, chị T và anh A. Do vết thương quá nặng nên chỉ vài ngày sau đó, ông A đã tử vong. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thông tin đơn vị vừa vận động Huỳnh Văn Hội 25 tuổi, chú thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình ra đầu thú. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h20 ngày 5 tháng 11, anh Võ Hưng Thuận 29 tuổi, ngồi chơi uống rượu cùng nhóm bạn tại quán cà phê ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Do có mâu thuẫn từ trước với anh Võ Hưng Thuận, hội liên cầm khẩu súng ngắn tự chế xông vào quán, bắn người này bị thương. Thấy vậy, một số người khác trong nhóm anh Thuận lao vào căn ngăn và tước khẩu súng của hội sau đó, thủ phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an huyện Thong Bình tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường và cuộc điều tra và truy tìm nghi phạm. Sau gần 2 ngày điều tra, hội đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi. Hiện cơ quan công an thu giữ tăng vật là một khẩu súng ngắn tự chế cùng 4 viên đạn, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Hội để tiếp tục làm rõ vụ việc. Tối ngày 8 tháng 11, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay huấn luyện IAK-130. Vì lãnh đạo này cho hay, sau khi tìm được máy bay lực lượng quân chủng phòng không không quân đã tiếp cận, tháo hộp đen, bảo vệ nghiêm ngặt và đưa ngay ra để phục vụ phân tích dữ liệu. Các đơn vị đã bàn bạc phương án để đưa máy bay huấn luyện IAK-130 ra ngoài rừng sau khi kết thúc khám nghiệm hiện trường. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tăng cường 3 lực lượng, gồm quân đội, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng phối hợp với quân chủng phòng không không quân để thiết lập các vòng chốt chặn bảo vệ hiện trường nơi phát hiện máy bay huấn luyện IAK-130 rơi. Vị lãnh đạo này nói, hiện trường đã được phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt thành nhiều vòng, không ai được phép xa vào khu vực này. Tối ngày 8 tháng 11, một lãnh đạo vườn quốc gia chốc đồn xã Carona, huyện Bôn Đồn, Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phát hiện máy bay quân sự IAK-130 rơi trong lâm phần của vườn. Vị lãnh đạo này nói, Khu vực máy bay rơi khá gần trạm kiểm lâm, Seripok. Tuy nhiên anh em không phát hiện ra máy bay rơi, nhưng không phát nổ. Ông Hà Công Trường, trạm trường trạm kiểm lâm Seripok, cho biết nếu tính theo đường trình bày, vị trí máy bay IAK-130 rơi cách trạm kiểm lâm của đơn vị khoảng 1 km, cách mặt đường tuần tra khoảng 600 m. Ông Trường nói, trưa ngày 6 tháng 11, cán bộ của trạm có nghe tiếng động lạ phát ra từ rừng tuy nhiên tiếng động không lớn mọi người không rõ đó là tiếng động gì và nghĩ ở nơi khác vọng tới ông tiết lộ thêm nơi máy bay rơi chỉ làm sới tung một khoảng đất và chỉ đè gãy một cây nhỏ còn ông y trương niê trưởng buôn đờ rang xã carona huyện buôn đôn cho biết bà con của buôn rất vui mừng khi hay tin đã tìm được chiếc máy bay quân sự rơi ở cánh rừng của vườn quốc gia gióc đồn ông y trương niê chia sẻ thêm khi máy bay rơi nhiều người dân có nghe tiếng nổ lớn nên nhiều người có các nhận định khác nhau rất may chiếc máy bay rơi cách khu dân cư của Buồn hơn 8 km nên không có bất cứ sự cố nào. Phát biểu tại buổi họp tổ ở Quốc hội chiều ngày 8 tháng 11, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đại biểu đoàn Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ma túy là tệ nạn, hiểm họa ở Việt Nam và cả toàn cầu. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, ma túy đi vào mọi ngõ ngách đời sống, không chứa bất cứ ai từ trí thức, văn nghệ sĩ, người lao động, công nhân, nông dân nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc thích cảm giác lạ. Nếu ví dụ tại Campuchia đang có chiến dịch phòng chống ma túy ngay trong bộ máy nhà nước, Trung tướng Hải Trung cho rằng trong chính bộ máy nhà nước cũng có nguy cơ ma túy xâm nhập. Trước đây thuốc phiện phải dùng bàn đèn nên việc tổ chức hút rất phức tạp, nhưng bây giờ có thể hút, ăn, ngửi, hít, thậm chí chỗ nào cũng dùng được ma túy. Ở những đô thị lớn, nhiều đối tượng còn thuê hẳn trung cư chỉ để tổ chức sử dụng ma túy dù để vào được các khu chung cư đó rất ngặt nghèo, không phải ai cũng vào được. Cùng với sự phát triển của công nghệ, hoạt động buôn bán ma túy lại ngày càng dễ hơn. Ma túy không chỉ hủy hoại tinh thần, thể xác, sức lao động mà còn làm băng hoại cả quốc gia, dân tộc. Có cả các thế lực dùng ma túy để nô dịch một dân tộc quốc gia. Theo tướng Trung, lực lượng công an coi tội phạm ma túy là tội phạm nguồn vì từ ma túy sinh ra cướp giết, trộm cắp, lừa đảo. 40% đối tượng nghiện ma túy là không nghề nghiệp và nghề nghiệp không ổn định. Ông Trung nói, khi không có thu nhập để có tiền dùng ma túy thì các đối tượng nghiện phải trộm cắp, cướp giết, thậm chí giết bố, mẹ, anh, vợ, chồng. Những kẻ phản động sử dụng chính những đối tượng ma túy để gây rối, thực hiện hành vi phản động. Chỉ cần cho hút hít là những đối tượng này không sợ gì. Nhấn mạnh thêm, họa ma túy là khôn lường. Giám đốc công an thành phố cho rằng vấn đề đặt ra là cách phòng chống triệt đề ma túy. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là sự nghiệp toàn dân. Lực lượng công an chỉ là phòng chống tội phạm ma túy. Ông chỉ ra chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy không phải bây giờ mới đặt ra, nhưng kết quả trước đó chưa được như mong muốn. Thậm chí có những vấn đề còn phức tạp hơn trên cả ba mặt giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Nhiều chỉ tiêu đặt ra nhưng không đạt được. Liên quan tới ba chỉ tiêu cụ thể này. Theo ông, Bộ Công an đang chỉ đạo tập trung mục tiêu giảm cầu, vì không có cầu thì sẽ giảm cung, phòng ngừa là chính. Song thực tế hoạt động buôn bán ma túy lợi nhuận rất lớn, nên các đối tượng buôn bán ma túy không bao giờ từ bỏ, thậm chí còn cố tình tạo ra cầu như rủ dê, chiêu đãi, lôi kéo cho sử dụng trước qua nhiều đường ăn và uống. Dự báo tình hình ngày càng phức tạp, ông Trung cho biết, trước đây việc buôn bán theo cân, lạng thì giờ theo tấn, tạ. Trước đây việc buôn bán chỉ đi theo đường bộ, còn giờ đây đi theo đường biển, sông, hàng không. Trước đây phải giao dịch mua bán gặp nhau trực tiếp, giờ thì không cần gặp. Trước kia chỉ có cocaine, heroin, thuốc phiện, thì giờ là ma túy tổng hợp. Do đó để xử lý giải quyết, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng bên cạnh quyết tâm chính trị, cần phải có biện pháp rất mạnh và trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị, cần đổi mới phương pháp, cách thức làm, phân cấp, phân quyền. Lấy ví dụ quyết tâm của thành phố Hà Nội, ông Trung cho biết, vừa qua Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết hỗ trợ hàng tháng cho các lực lượng làm công tác phòng chống ma túy, kể cả viện, tòa, hải quan, lao động thương minh xã hội, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, mỗi tháng 3,6 triệu một người. Đại biểu Trung bày tỏ hoàn toàn đồng ý phải có chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy, trong đó đề ra rất nhiều nhiệm vụ giải pháp, phân cấp, phân quyền. Mới đây, trong quá trình thi công cầu dân sinh nối quốc lộ 4C với khoảng 70 hộ dân thôn Lũng Cáng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đã xảy ra sự cố sập cầu. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hòa xác nhận, vụ việc trên xảy ra trên địa bàn vào chiều tối mùng 6 tháng 11. Theo ông Hùng, toàn bộ nhịp cầu nối giữa hai trụ cầu Lũng Cáng bắc qua suối bị sập hoàn toàn. Trước đó ngày mùng 7 tháng 7, cầu Lũng Cáng mới với kết cấu bê tông cốt thép dài 44m rộng 3,5 m, trọng tải 10 tấn được khởi công. Kinh phí xây dựng cầu khoảng 3 tỷ đồng do huyện kêu gọi, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và một phần đối ứng của huyện Vị Xuyên. Dự kiến công trình hoàn thành sau từ 3 đến 4 tháng. Đợt mưa lũ ngày mùng 9 mùng 10 tháng 6 đã làm cầu treo lũng cáng bị sập, cô lập hơn 70 hộ dân. Hàng ngày, người dân bám theo nhịp cầu gãy hoặc dùng bè qua suối gây mất an toàn. Huyện Vị Xuyên đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cầu mới. Trong lễ khởi công, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đánh giá cầu mới khi hoàn thành sẽ phục vụ thiết thực cho các hộ dân của thôn Lũng Cáng, Lũng Buông và nhân dân trong xã. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, cây cầu đã hoàn thành hai trụ, đơn vị thi công đang làm nhịp treo qua suối. Thời điểm xảy ra sự cố, nước suối thấp, trời không mưa.